Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán mở cửa từng bước, mở tới đâu, quản tới đó. Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Giãn cách chập chờn thì mất cả hai. Chiều mùng 5 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia với 63 tỉnh, thành phố. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng quán triệt nhiều vấn đề quan trọng, trong đó yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện được 5 nhiệm vụ quan trọng sau. Thứ nhất, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, ai ở đâu ở đó. Thứ hai, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Thứ ba, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn. Khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời. Thứ tư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn. Thứ năm, tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương đã hy sinh giãn cách xã hội phải đạt được mục tiêu cụ thể, chứ không để kéo dài mãi mà không có kết quả gì. Thời gian giãn cách xã hội mà chập chờn thì mất cả hai. Không kiểm soát được dịch mà kinh tế thiệt hại, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng, Thủ tướng lưu ý. Thủ tướng cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn thần tốc xét nghiệm diện rộng với tất cả người dân, nhất là các địa bàn có nguy cơ cao, vùng đỏ, xét nghiệm 100% dân số trong vòng 3-5 ngày để nhanh chóng tách F0, đưa địa bàn trở thành vùng xanh an toàn. Thủ tướng yêu cầu từng bước khôi phục và phát triển sản xuất tại các địa phương kiểm soát được dịch. Sản xuất phải an toàn để sản xuất, tăng cường lưu thông hàng hóa, đảm bảo hàng hóa, nguyên liệu cho sản xuất, không ban hành giấy phép con gây phiền hà, tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ. Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa tới đâu, quản tới đó. Trong khi đó, tại buổi làm việc của quận 7 sáng ngày 5 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã dành cho báo chí buổi trao đổi ngắn về việc mở cửa từng bước đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Ông cho rằng tình thế hiện nay không thể quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, cũng không thể thực hiện giãn cách triệt để nghiêm ngặt mãi được. Điều đó là chắc chắn rồi, không thể chịu đựng mãi, ông Nên khẳng định. Người đứng đầu Thành ủy giải bày, sống trong điều kiện mới là sống trong điều kiện có SARS-CoV-2, sống chung với dịch thì thế nào? Ông Nên giải đáp, nghĩa là phải có vaccine, phải có thuốc và cần có tâm thế, có kiến thức chăm sóc sức khỏe bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, cần củng cố hệ thống y tế đủ mạnh, khi đã có những yếu tố đó mới yên tâm sản xuất kinh doanh an toàn.